Năm học mới đón điêu hơi giảm tới 70% khi mua các sản phẩm công nghệ tại Hoàng Hà Mobile như smartphone, laptop, tai nghe, chuột hàng hiệu chính hãng. Các bạn học sinh sinh viên ơi, quét ngay mã QR để xem điêu nhá. Chào các bạn, tại sao Mỹ lại ngỏ lời muốn hỗ trợ Việt Nam, biến Việt Nam trở thành cường quốc về chip, trở thành trung tâm sản xuất chip hàng đầu thế giới? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Như các bạn đã biết, chip bán dẫn hay bộ vi mạch xử lý là bộ não của tất cả các thiết bị điện tử. Không có chip bán dẫn thì không có cái đồ điện tử nào có thể hoạt động được. Tổng thống Biden đã từng phát biểu trong buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chip của Intel rằng việc sản xuất chip là vấn đề an ninh quốc gia đối với nước này. Và như vậy các bạn thấy, việc sản xuất chip không chỉ là một ngành nghề kinh doanh mà nó còn là vấn đề an ninh quốc gia rất quan trọng. Điều này không hề khó hiểu bởi vì hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia phát triển và hiện đại như Mỹ thì gần như mọi vấn đề trong cuộc sống đều áp dụng công nghệ. Mà công nghệ thì cần phải có chip. Bạn muốn sản xuất một cái máy bay, bạn muốn làm tên lửa, kể cả xe tăng thì cũng cần có chip. Máy bay không người lái cũng cần có chip. Không giống như ngày xưa, chiến tranh thì cứ vác súng ra bắn. Bây giờ chiến tranh toàn ngồi từ xa phóng tên lửa, dùng xe tăng điều khiển tự động, dùng máy bay không người lái. Tóm lại là công nghệ đã đi quá sâu vào mọi mặt trong cuộc sống. Mà như vậy thì nếu thiếu chip thì một đất nước cũng mất đi sức mạnh của mình. Thế nhưng vấn đề đã xảy ra với Mỹ là mặc dù nước này đang là quốc gia sở hữu nhiều công nghệ về chip và sở hữu những thiết bị độc quyền để sản xuất chip. Trong video về cuộc chiến chip thì mình đã phân tích rõ về cái này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn phải phụ thuộc vào nước ngoài khi chỉ có 12% chip được sản xuất trực tiếp tại Mỹ, còn tới 88% là nhập khẩu từ nước ngoài. Trong đó thì Trung Quốc là một gương mặt nổi bật. Và vấn đề ở đây là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang rất căng thẳng những năm gần đây, đã ảnh hưởng và đe dọa đến nguồn cung ứng những con chip. Chính vì vậy mà Mỹ muốn tìm một vùng đất mới, một nơi mà họ tin tưởng và yên tâm đặt nhà máy sản xuất chip, đảm bảo cung ứng nguồn chip ổn định cho Mỹ và không sợ bị Trung Quốc can thiệp. Và Việt Nam được xem là quốc gia tốt nhất cho điều đó. Theo tiến sĩ George, công tác tại trường đại học RMIT Việt Nam đã cho rằng việc Mỹ quyết định chuyển các nhà máy sang Việt Nam để đảm bảo chuỗi cung ứng chip là một động thái chiến lược nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia có lịch sử thống trị ngành sản xuất chip thành phẩm. Theo tiến sĩ này thì Việt Nam hấp dẫn hơn hầu hết các quốc gia khác bởi những lý do sau. Đầu tiên là Việt Nam có một nền kinh tế mở rộng nhanh chóng với chi phí lao động thấp, đầu tư cơ sở hạ tầng đáng kể và lĩnh vực sản xuất phát triển mạnh mẽ. Thứ hai là chính sách thuận lợi của chính phủ Việt Nam và rất nhiều ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thứ ba là vị trí địa lý của Việt Nam gần với Trung Quốc. Điều này giúp các doanh nghiệp sản xuất chip giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc. Bằng cách chuyển sang nhà máy ở Việt Nam, các công ty có thể giảm rủi ro, gián đoạn chuỗi cung ứng do căng thẳng địa chính trị hoặc các yếu tố khác. Và thứ tư là Việt Nam có mỏ đất hiếm được cho là lớn thứ hai thế giới. Nếu đưa vào khai thác sẽ không lo thiếu nguyên liệu để sản xuất những thành phần quan trọng của con chip. Cách đây không lâu thì bà Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã sang Việt Nam công tác. Và trong lần làm việc với Thủ tướng, bà Bộ trưởng Mỹ đã đề nghị rất rõ ràng rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất chip bán dẫn. Một số bình luận bên lề việc Tổng thống Biden sang Việt Nam cũng có người dự đoán rằng việc hỗ trợ Việt Nam sản xuất chip sẽ là một trong những nội dung quan trọng mà Tổng thống Biden sẽ trao đổi với Việt Nam. Vậy thì câu hỏi là Việt Nam có triển vọng phát triển trong ngành chip hay không? Dù không có đủ dữ liệu và chuyên môn để đánh giá, nhưng mình tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Cụ thể là, thứ nhất là vào tháng 4 năm nay, tập đoàn FPT đã công bố thông tin khiến dư luận bất ngờ. Theo đó, FPT đã thiết kế và đang sản xuất hàng loạt được 3 dòng chip nguồn và có hợp đồng cung cấp chip đầu tiên cho đối tác với quy mô lên tới 25 triệu chip, dự kiến xuất khẩu vào năm 2024-2025. Họ cũng nhận được thêm một đơn hàng khác là 2 triệu chip cho một đối tác của Nhật Bản. Trong năm nay, FPT cũng sẽ cho ra mắt thêm 7 dòng chip mới. Đây là kết quả mà FPT đã âm thầm nghiên cứu và phát triển trong hơn 10 năm qua. Các chuyên gia nhận định Việt Nam có cơ hội trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới nếu tận dụng tốt yếu tố thuận lợi, có chiến lược phù hợp, chính sách khuyến khích, ưu đãi cho lĩnh vực này. Tổng giám đốc của Intel, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản đã nhận định rằng
Việt Nam có khả năng thiết lập cơ sở hạ tầng và chính sách cần thiết để hỗ trợ các hoạt động sản xuất tiên tiến trong lĩnh vực chip. Thứ hai là nói về chip tiên tiến thì hiện tại Việt Nam chưa tự sản xuất được, nhưng nhà máy Intel tại Việt Nam thì đang cho ra lò lượng chip rất lớn mỗi năm. Theo thống kê của US Census, ngành công nghiệp chip đang chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Việt Nam cũng đang gia tăng liên kết thương mại với Mỹ trong lĩnh vực chip với mức tăng trưởng lên đến 75%. Việt Nam đã đóng góp hơn 10% chip nhập khẩu của Mỹ trong 7 tháng liên tiếp. Từ khi xây nhà máy tại Việt Nam, Intel đã sản xuất tổng cộng giá trị chip lên tới 75 tỷ đô la và tạo ra 7.000 công ăn việc làm cho nguồn nhân lực công nghệ cao. Và mới đây họ lại tiếp tục đổ thêm 1,5 tỷ đô la để mở rộng quy mô nhà máy tại Việt Nam. Nhìn chung thì Việt Nam đã có những nền tảng cơ bản để có thể phát triển mạnh trong ngành chip để trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới. Tuy nhiên, để làm được như vậy thì Việt Nam cũng phải giải quyết được nhiều thách thức, trong đó có một cái rất quan trọng, đó là con người. Theo ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tại Việt Nam nói rằng số lượng kỹ sư phần cứng hiện có ít hơn nhiều so với mức cần thiết để có thể thực hiện được các khoản đầu tư hàng tỷ đô la. Số lượng hiện nay chỉ bằng 1 phần 10 nhu cầu dự kiến trong 10 năm tới. Cụ thể thì đất nước 100 triệu dân chỉ có 5.000 đến 6.000 kỹ sư phần cứng được đào tạo cho lĩnh vực chip, so với nhu cầu dự kiến là 20.000 trong 5 năm và 50.000 trong một thập kỷ tới. Số liệu được trích dẫn ước tính từ các công ty và kỹ sư. Nếu tập trung đào tạo các kỹ sư về chip thì có thể trong 5 năm tới, chúng ta sẽ cho ra lò một lứa sinh viên có chuyên môn cao đáp ứng được nhu cầu để phát triển ngành chip của Việt Nam. Nhìn chung thì nếu Việt Nam có thể đón được các doanh nghiệp nước ngoài đến xây nhà máy phát triển chip thì nó sẽ không chỉ giúp Việt Nam có nguồn thuế nhiều hơn, tạo được nhiều việc làm hơn mà chúng ta sẽ còn học hỏi được nhiều kiến thức quan trọng và học được những công nghệ quan trọng trong quá trình sản xuất chip. Và như vậy thì những tập đoàn như FPT hay Viettel sẽ có thể tự thân phát triển để sản xuất ra những con chip mang tên Việt Nam. Và như vậy thì Việt Nam sẽ tiến thêm một bước quan trọng trên bảng xếp hạng của thế giới. Chúc Việt Nam sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.